bà nổi con má rồi. Má rồi. Má chồng á, tôi chưa ăn tiền để bị đế luôn. Trời ơi là trời, yêu quá lại xuất hiện nữa rồi. Cảm ơn em. Ok, cho em rót một cái bịch nhỏ giùm các đi gia đình mình ơi. Kìa. Rồi tới gia đình mình. Hai phần phải không? Rồi các em đưa cho mình hai phần, các cái đó là mình 440. Đây là 450 nha. Rồi mọi người đợi em tí xíu nha, khi nào tới em mời mọi người lên với em nha. Em mời nha. 3 phần, ok. 3 phần, ok. 3 phần, ok. Đây, có em 3 phần đây. Mình gửi lên 10.000, cảm ơn em. Gia đình mình. 3 phần. Ok, các cô gửi đây. Cảm ơn nha. Rồi. Cảm ơn em. Rồi, gia đình mình ơi. Mấy phần vậy? Ăn thôi ạ. Hả? 2 phần. Cho em gái 2 phần. 2 phần là 3 phần. Rồi, 2 phần đây nè, cô gái ơi. Cảm ơn cô gái. Cục vàng. Không có mười mấy phần này, không có. 3 phần, ok. Bây giờ thông cảm cho các thi đi ha. 2 phần 3 dùm á. Cái mình muốn mua được, cái mình cứ ghé qua mình mua. Mình ghé cái dòng để lẻ. Tao vừa có đây đó là mình. Ôi, yêu quá chắc hiểu hoài. Từ đây tới 3 giờ sáng được. Trời ơi. Nha. Bà nổi con má rồi. Bà má chồng á, tôi chưa ăn tiền để. Bị đây luôn. Tao ngủ quả. Tao nói nè. Chị ơi, chị thấy chưa? Chị thấy chưa chị? Tôi mới nói tôi đứng qua đàn ông. Trời trời. Trời ơi. Trời ơi. Quá bà. Công chúa biến hình. Bình phái Nga Mi đây sao? Đọc cô cô bãi. Hãy tiêu diệt phái Nga Mi đi. Trời ơi ác quá trời ơi. Rồi tới ai mọi người? Cho em. Rồi dẫn cho tôi dưới tờ đi. Trời ơi tôi đứng lên tôi đứng mà ổng đàn ông. Mang ha. Rồi ra nói chuyện má này bệnh không? Trời ơi thiệt luôn á. Mang giống em á. Đó, cái đẹp hơn. Đây, cái em mang hơn chứ em đẹp hơn. Đẩy đi, trời ơi trời ơi. Trời ơi, trời lấy bánh lấy xoài đi, cho bán cho ta hỏi xin nữa. Ba phần của em, ok, các người dạy cho mình ba phần. Ok, cảm ơn em. Ok, xin hai cái bịch, mình sẽ được một cái bịch nha. Tôi cho em nói một cái bịch khác thi. Rồi, ok, các người gọi là 10. Sao hợp lệ không? Hợp lệ nha. Ba phần phải không? Ủa em có chưa tới em chưa? Đó là chỗ nào? Rồi đó mình là 10 ngàn đúng không? Sáng ngày đây là sáng ngày này. Đúng rồi. Chị ơi, 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 không có chi ra ba phần nhiều được thôi. Chưa. Không, chưa đây bỏ nha. Bộ tài nó còn nữa. Rồi, Quế Mộng Mơ. Ba phần của Quế Mộng Mơ, đây gửi cho cái Quế Mộng Mơ lại 101. Em nhiêu tuổi rồi? Dạ, 21. 21, còn Tơ nè. Em tối có tối khuya khuya em rảnh á, chị mời em đi uống nước. Rồi mấy chị em mình cùng nhau hút nguyên khí. Đâu chị? Điện nội công ngoài cây đa đó em. Đây, cảm ơn em. Chị gửi. Anh, cho BD đi anh. Vui lắm. Ôn này chứ. Má nó sợ BD ấy, gì có ngồi ngủ hoài. Hai phần. Hai phần á hả? Ok. Rồi, thế em. Hết bánh rồi á. Em lại bị dụ nữa. Thật là cười khảo. Còn bánh nhưng mà hết sò sợi rồi. Chưa có ra kịp. Em ơi. Tới ai đây? Hình như tới heo. Heo mấy phần? Em nhiều cái này, tới mấy phần? Ba phần của em, chị gửi cho. Đi vô quay phóng sự, xong cuối cùng bây giờ ngồi làm với bà luôn. Rồi, cảm ơn em. Rồi, bây giờ trở lại gia đình mình nè. Cục vàng. Hai phần cây ấm cổng của hai con. Cái gì vậy? Hai phần. Hỏi gì chị hỏi gì? Trời ơi, trời vô đây bánh chinh hả? Mong có cười dữ vậy. Hai phần đi lên. Xe tắp ly, trời ơi má ơi. Cô làm ba. Hai phần.
Anh bước lại cái tôi bước chết liền. Bé được thật là thờ cào. Ba phần của em. Rồi cảm ơn nghe. Bà ăn người ta mới sợ đó mà. Ok. Anh Giang tao tới còn hai em. Ê, Giang tao tới em cho chị xin thêm 10.000. Tại vì của em còn sót 10.000 thôi. Cảm ơn nghe. Rồi, thế em 3 phần. Ok, 3 phần. Cảm ơn em. Gia đình ơi 2 phần. Cảm ơn em. Em tới 3 giờ rồi. Cảm ơn em. Cảm ơn em. 2 phần, ok, cảm ơn em. Đây chị đã 2 phần. Ok, gia đình ơi, 3 phần. 3 phần của em là 90, của em là 10.000. Rồi, cảm ơn em nhiều. Gia đình ơi, 3 phần. Đây, rồi, 3 phần của em có 10.000 không? Thì chị xin 10.000 của em đi. Không có không, giờ chị thấy em là 10.000. Em cứ đứng đợi chị, còn nửa tiếng sau có tiền lẻ chị gửi nha. Rồi, gia đình mình, 2 phần. Đây chị xin 10.000 nè em ơi. 10.000, cảm ơn em. Cảm ơn. Rồi chắc đi đó lại nha. Rồi, 2 phần. 2 phần đúng không? Ok, chắc em xin 2 phần mọi người. Đó, em 2 phần của em là tổng cộng 140 nha. Đưa em 140. 10.000. 3 phần đứng lên nhìn cho chị nha. Rồi 3 phần của em đây. Chị gửi, chị đưa nha. 2 phần. 3 2 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
Bà để cha mày bị tao mình nào đắp được cô rồi đánh hôn không biết chuyện gầy miếng chưa hè con người thừa rồi không tới em phải không ba phần rồi chị gửi em ba phần cảm ơn em để chị nói em là trăm mốt nha em có 10.000 không để chị xin 10.000 của em đi rồi cảm ơn em nha rồi ba phần của em đây chị gửi cho ba phần rồi chị cảm ơn em bây giờ chị có em được 10.000 đúng không rồi ba mặt một lời nha nó có đang chuẩn bị cái chữ em mấy phần ba phần đứng lên nó có tay lên mỏng quá đứng không nổi gì đây chị gửi cho anh là 90 em nha 90 gia đình chắc buồn lắm thiệt mày có 90 thì đưa đi mày mắc phong mắc gió hay gì mày không đưa tao 90 mà khó quá à. Khó cái gì trời cái mỏ kìa không ai về đánh môi son mà môi son bị chóc da chạy dĩ với bà hết trơn á không phải là môi son quặn nãy trong lùm xe ngôi đó bỗng lấy hả ôi là trời gầu bê ghê ghê á em xích tiếp nha ừ xích tiếp đi em rồi bây giờ mình trở lại ban đầu công chúa mấy phần em 4 phần em sẽ được 3 phần ai chị hỏi chơi đó chứ người số lượng là 3 phần thôi quay đầu lại cho chị ha mình đánh cái vòng lại em biết không rồi thương giùm chị nha rồi vô đây xoài đem vô giùm chị ừ rồi cảm ơn em có đứng xếp hàng lại giùm chị nha em 3 phần okay. Em từ Đà Lạt lên á vậy hả từ Đà Lạt lên hả tội nghiệp quá à em xin chụp nắm ủa Đà Lạt thì nhớ nhiều chùa lắm mà sao đi chùa đi ghé lên đây tương chi không biết nhiều đâu chụp hình không tươi lên hả ứng dụng không cho cái đi 10.000 đi nè thôi nè nè ok rồi hả nè trả nè thôi tự nhiên lên từ Đà Lạt xuống cho có 10.000 à nè thôi trả lời nè không quá cảm ơn chú biết chị phải bán không? Chú Chí Hùng nghe nha. Gâu nó mọc lên não luôn rồi. Rồi, bây giờ tới ai tới em phải không? Em 3 phần. 3 phần phải không? Chị gửi cho em 3 phần. Cảm ơn em nha. Đây chị thói em lại 101 đúng không em? 3 phần gì chia ra 1/30, 1/30, 3/1 rồi tổng cộng là 180. Không, ê, em nè. 3 phần mà 2 phần hết nhiêu? 10.000 phần là. Số trừ 3 phần cho 180. Thì 9 với 9 nhiêu? 9 đồng 8. Không, đúng rồi, chị chia ra 8. Thì bây giờ 1 phần nhiêu? 1 phần 30. Ừ, mà tổng cộng là 3 phần là 90 cộng 90 nhiêu?
Từ đó 180 đủ rồi, cho nên em rồi 20. Đúng. Sao không đúng? 30 là 90. Ừ, 90 còn 90 nhiêu? Thì 180, chính miệng nó nói 180 thì bây giờ em thấy là 1/30 mà 3 phần là nhiêu? 3 phần là 90. Ừ, mà 90 còn 90 là nhiêu? Ờ, đi 180 cho nó em này 20. Thôi thôi, thật lẽ đi, trả bà này mệt quá. Trời ơi là trời, hồi đó không có học nè, bảo đảm luôn, thiệt luôn á, không có học, không có học mấy bài toán đó đúng không? Dở ẹt hà. 3 phần đúng không? Phần 30 mà 3 phần là nhiêu? 3 phần 90. Thôi 90 còn 90 nhiêu? Là 180. Đúng rồi. Thì bà lấy tôi 1.1 à. Bà dở ẹt thôi, trả cho bà nè. Có công bà về gũa xả tôi đó. Về học toán lại nghe em. 3 phần đúng không? Thì gửi cho em. Đây chị gửi cho em. Đúng không mọi người? À, dạ. Đúng mà, đúng chắc ăn luôn Hà ơi. Rồi. Nè. Rồi, okay. Không ăn một cái chắc ăn luôn. Rồi. Chết rồi. Rồi cảm ơn mọi người. 3 phần đúng không? Chị nói em 3 phần. Rồi, vô bánh đi Hà, vô bánh đi Hà. Thôi bắt đầu. Cảm ơn nha. Chị đừng ơi. Đây ba phần của mình đây, cảm ơn nghe. Rồi mọi người kiểm tra lại đồ có nó đầy đủ cho mọi người nha. Nhiều khi mấy bé nó làm sơ chút á, có thể là thiếu xoài hoặc thiếu đủ của mọi người, cho nên mọi người cũng ủng hộ tìm em nha. Rồi bây giờ mình quay đầu là bờ tới em. Rồi, ba phần phải không? Rồi chị gửi cho em 3 phần công chúa. Rồi chị nói mọi người nghe. Ok, chụp đi em. Hả? Chụp rồi, mấy 10 ngàn. Có ai có 10 ngàn lẻ cho cái đó ra cho mọi người. Rồi có rồi, cảm ơn nha. Cái luôn anh ơi. Đó, được chuyển giới như trời. Rồi, vô. Em trai tắm. Thì ai trai? Em trai. Em trai. Em của trường không? Mọi người thấy nét trai được cái máu luôn. Đúng, em con trai thiệt chị, trai hẳn. Ồ, mình trai chắc tao đàn ông quá à. Yeah. Ủa, nó không rồi đó, chị vừa tạo dáng xong là chưa tạo dáng hả? Vậy làm lại đi. Muốn chụp là chụp. Chưa, nó nói cho tại vì nói chuyện cho mấy em. Tôi nhìn chỗ khác mà vẫn chụp. Ở đây với thị xã chị nhìn nha, nếm một ba rồi. Nếm nó mịa, nếm nó mịa. Im đi. Rồi bây giờ tới ai ta? Tới ai mọi người? Tới em phải không? Ừ. Ok.